tay nghề thấp, mực sâm kém chất lượng, quy trình thực hiện không đảm bảo an toàn, dẫn đến hậu quả phun sâm thảm họa khiến nhiều người dở khóc dở cười. Vậy thế nào là thảm họa phun sâm? Những ca phun sâm hỏng lỗi dẫn đến kém thẩm mỹ, mất đi sự tự tin sau khi thực hiện, với tình trạng lông mày quá đậm, dáng thô và cứng, các lớp mực chồng chéo, nhiều đuôi, làm xong không ưng ý, xóa sửa lại nhưng không có kết quả, mà còn xảy ra tình trạng cháy da, cháy trụi lông, bỏng rộp nước. Ngoài ra còn có tình trạng viền mí quá to, mực loang lổ hoặc môi bị tràn viền, môi nhiễm trì nặng. Vì vậy, quý khách hàng hãy thông thái khi lựa chọn địa chỉ làm đẹp, tránh tiền mất tật mang các chị em nhé.